Thị phần của Nga trong thị trường vũ khí toàn cầu đang gia tăng, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt. Vũ khí của Nga ngày càng được ưa chuộng, không chỉ vì chất lượng cao mà còn bởi sự gia tăng vị thế chính trị của Nga trên trường quốc tế. Chiến dịch quân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng của Moscow tại Syria một lần nữa đã chứng tỏ sự hiệu quả và đáng tin cậy của các loại vũ khí Nga. Những đối tác tiềm năng đang bắt đầu liên lạc với Nga để ký các hợp đồng mua bán vũ khí. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang trong tình thế ngược lại. Washington buộc phải thừa nhận những thất bại cả về địa chính trị lẫn kinh tế. Các nhà hoạch định chiến lược của Hoa Kỳ luôn cố gắng giữ giới chức Afghanistan dưới quyền kiểm soát của mình, nhưng Kabul đã bắt đầu chuyển hướng sang Moscow. Chính phủ Kabul đã yêu cầu Nga cung cấp các khẩu pháo và trực thăng chiến đấu Mi-35 để nước này chống lại các thế lực cực đoan đang ngày càng gia tăng kể từ khi Hoa Kỳ hiện diện quân sự tại quốc gia này. Lời đề nghị của Kabul được cho như một cú giáng đối với Washington cũng giống như Iraq chuyển hướng sang liên minh với Nga và Syria, Afghanistan cũng chuyển hướng sang Nga bởi nước này nhận thấy rằng chính quyền của tổng thống Obama đã không giúp ích trong việc đảm bảo an ninh cho nước này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Afghanistan nhưng điều đó không có nghĩa là lính Nga sẽ xuất hiện trên mảnh đất Afghanistan, tại sao chúng tôi phải gánh chịu hậu quả do Hoa Kỳ và NATO để lại? các chuyên gia quân sự cho rằng các chính sách ngoại giao mới của moscow đã khiến các chính trị gia afghanistan tin tưởng nga như một đối tác mới đáng tin cậy nhất là trong bối cảnh các lực lượng quân sự phương tây đang rút dần lực lượng ra khỏi quốc gia này giờ đây hoa kỳ đã phải nhường lại tầm ảnh hưởng tại khu vực trung đông cho nga